Khi một trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Philippines, trận đấu mà chúng ta phải làm khách đã được bắt đầu. Đoàn Văn Hậu trở lại, Anh Đức trở lại là những sự khác biệt so với đội hình xuất phát ở trận gặp Campuchia. Trọng Hoàng, đường chuyền của Quang Hải. Nỗ lực của Anh Đức. Còn đây là Finn Young Husband, một cầu thủ kỳ cựu của bóng đá Philippines. Và bây giờ là sự áp sát. Đội tuyển Việt Nam đang pressing tầm cao. Đang có 5 cầu thủ của chúng ta có mặt bên phần sân của Philippines. Và nỗ lực của Trọng Hoàng mang về cho đội tuyển Việt Nam một quả đá phạt. Những gì mà chúng ta đang thấy đội tuyển Việt Nam thể hiện là hoàn toàn hợp lý. Chúng ta lùi về để tham gia phòng ngự khi mà Philippines chuyển trạng thái cũng rất nhanh. Đó là sự lợi hại của đội bóng này. Rachel là người ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Philippines. Đoàn Văn Hậu. Vẫn đang là Đoàn Văn Hậu. Một đường chuyền dài. Đó là Anh Đức. Rất đơn giản, 1-2 đường chuyền và một tình huống dứt điểm một chạm. Anh Đức đã xuất hiện như từ dưới đất trút lên để ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Quá tuyệt vời khi chúng ta có được bàn thắng mở tỷ số. Nhưng sự lợi hại lại đến từ một pha phất bóng dài của cầu thủ áo số 5, Phạm Văn Đức. Rất mềm mại, không có cầu thủ nào kịp băng vào để đem bóng, dù Quang Hải đã xuất phát rất nhanh. Sự linh hoạt và dẻo dai của các cầu thủ Việt Nam đang được thể hiện từ những pha xử lý cá nhân cho đến những đường chuyền. Chúng ta lại ghi bàn như cách chúng ta đã từng đánh bại Malaysia. Mọi thứ đã qua đi. Vị trí của Quang Hải đang là một vị trí rất linh hoạt. Cú mở bóng dài cho Phan Văn Đức, với người chuyền bóng là Văn Hậu. Anh Đức. Quang Hải rất nhanh đã vượt qua được cầu thủ của đối phương. Tuyệt vời. Trọng Hoàng hơi mạnh một chút nhưng bóng vẫn còn trong cuộc. Lỗi của Quang Hải. Ông Abdulrahman, trọng tài người Qatar, đã rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Quang Hải sau tình huống phạm lỗi vừa rồi. Một trong những trận đấu hay nhất cho đến nay trong sự nghiệp Quang Hải là trận đấu trước U23 Qatar. Phân phối tốt đó mà trọng tài cũng đúng ra phải thổi phạt được tình huống vừa rồi. Những tính toán về mặt chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo đang phát huy tác dụng đến lúc này trong cuộc đấu trí với Sven-Goran Eriksson. Rất nhiều những pha bóng dài chính xác của chúng ta được thực hiện. Quang Hải! Đó là một pha bóng rất hay. Chỉ có 3 nhịp mà thôi. Một cú phất bóng từ phần sân nhà của Duy Mạnh. Pha chạm bóng sau đó là của Đức Huy. Tình huống an toàn của Văn Lâm. Dù Văn Lâm ít khi vào hoạt động bởi một hàng trên rất tốt tại giải năm nay, nhưng anh vẫn luôn đảm bảo được một sự tập trung và một cái đầu lạnh cần thiết. Trọng Hoàng, đường chuyền của Đức Huy. Quang Hải. Trọng Hoàng rất tốt. Tình huống tranh chấp đòi hỏi sức mạnh. Và trong những pha bóng như vậy thì Trọng Hoàng rõ ràng là không ngán cầu thủ nào cả. Một lần nữa thì đội tuyển Việt Nam lại phòng ngự thành công. Cần phải dành một tràng vỗ tay cho pha bóng vừa rồi của Đình Trọng khi mà cầu thủ này đánh đầu trong tư thế quay lưng. Quang Hải! Quang Hải phải đối mặt với hai cầu thủ hậu vệ của đối phương, trong đó có Alvaro Silva, một người rất hiểu sự lợi hại của Quang Hải. Thêm lần nữa thì Anh Đức lại phải nằm sân. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên là không nhiều. Thêm một đường chuyền dài nữa của Duy Mạnh. Tiếp tục là Đoàn Văn Hậu. Khá tốt. Đoàn Văn Hậu. Đây là Finn Young Husband. Rất nguy hiểm.
Và như vậy là đội tuyển Philippines đã ghi bàn. Đúng là một đội bóng chơi theo kiểu nhát một. Không có nhiều những tình huống, nhưng chỉ cần đối phương mất tập trung thì lập tức sẽ có một tình huống lợi hại. Và Finn Young Husband vừa rồi đã thể hiện được sự nguy hiểm của anh với một đường chuyền chính xác để cho số 29 Rich Hell ghi bàn. Đường chuyền của Đức Huy. Thêm một lần nữa thì cầu thủ Philippines lại phạm lỗi với đội tuyển Việt Nam. Không biết biết. Phan Văn Đức và đội tuyển Việt Nam một lần nữa vượt lên, thật tuyệt vời. Đó là một pha bóng rất hay ở một thời điểm mà chúng ta đã không bị cuốn vào những tình huống va chạm của đối phương bất chấp tất cả. Cặp song Đức xứng đáng có một bức ảnh cùng nhau, một bức ảnh đậm. Vị trí thuận lợi nhất cho Phan Văn Đức. Cú đưa nhanh của cầu thủ bên phía đội tuyển Philippines nhưng rất hay. Khi mà cầu thủ của Philippines đưa bóng về lấy nhà sau đường căng ngang cực kỳ khó chịu ở bên phía cánh phải của Trọng Hoàng. Đoàn Văn Hậu. Cơ hội. Phạm Văn Đức. Anh Đức đang di chuyển. Và là Phạm Văn Đức của đây. Phan Văn Đức đã thoát xuống và cái lắc hông rất uyển chuyển của Phan Văn Đức đã giúp anh loại bỏ được Carlos De Muga để mở ra những khoảng trống lớn về phía khung thành của Phan Kessgat. Văn Lâm xuất sắc. Tình huống mà chúng ta để thua là một tình huống mà Văn Lâm đương nhiên là không thể làm được gì khi Rachel đã dứt điểm vị trí quá thuận lợi. Nguy hiểm. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Đức Trinh. Đức Trinh. Vẫn là Đức Trinh. Bình tĩnh và tập trung vì không hiểu sao tình huống này các cầu thủ chúng ta lại khựng lại để mở ra cơ hội cho James Husband. Rất hay. Cơ hội đây rồi. Dứt điểm. Trọng Hoàng. Cú đá. Và bây giờ là sự thay đổi người tiếp theo của chúng ta. Phan Văn Đức, một trong những người chơi rất nổi bật ở trên sân, sẽ nhường vị trí cho Công Phượng. Rất nguy hiểm. Không vào. Philippines đang cho thấy sự lợi hại rất lớn của mình bằng những pha bóng cực kỳ đơn giản. Và người dứt điểm cuối cùng vẫn là Patrick Rachel. Người rời sân là Quang Hải. Không trực tiếp ghi bàn, nhưng đây là một trận đấu mà tầm hoạt động của Quang Hải là rất rộng. Và sự ảnh hưởng của cầu thủ áo số 19 được thể hiện trong những tình huống đội bạn phải phạm lỗi. Và đây cũng là lần đầu tiên mà Quang Hải không đá trọn trận đấu. Đây là một sự thay đổi theo chúng tôi là hợp lý để tăng cường thêm sự chắc chắn cho tuyến giữa. Nhìn chung đó là một sự thay đổi người hợp lý. Đức Trinh. Đức Trinh phía trong một cầu phạt. Không vào. Rất hay. Cú lắc hông tuyệt vời. Vẫn còn. Hùng Dũng. Công Phượng. Tranh chấp tốt và được cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Công Phượng. Công Phượng. Phía trong là Huy Hùng. Công Phượng. Đây rồi. Công Phượng. Chờ màn ăn mừng rồi. Pha đi bóng là quá hay nhưng thật sự là tiếc đuối với Công Phượng ở trong tình huống dứt điểm cuối cùng, khi mà toàn bộ hệ thống phòng ngự và cả thủ môn Fakengas của đội tuyển Philippines đã bị đánh bại. Công Phượng có lẽ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong một pha bóng mà người truyền là Huy Hùng. Pha xử lý sở trường của Công Phượng. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Huy Hùng Dũng và Đức Huy đều đã thành công. Không vào. Nam đã vang lên. Có thể chúc mừng cho huấn luyện viên Park Hang-seo, cho các học trò của mình.